chúng ta sẽ hướng dẫn cho anh khái quát từ đầu đến cuối một cái việc là kết hợp giữa sơ động mạch và trong bên bo để giúp anh hình dung được cái khi mà chúng ta gắn adapter vào nguồn điện nó sẽ đi từ đâu đến đâu và chúng ta xác định những cái chân lệ, những cái chân điện áp như thế nào để chúng ta áp dụng một việc sửa chữa. Để sửa chữa tốt thì anh phải nắm rõ quy trình này mà chúng ta mấy bài học hôm nay chúng ta đang đi rất là nhiều và chúng ta dành thời gian cho cái việc là nắm vững cái cấu trúc này rất là nhiều. Thông thường á trong laptop thì ở cái trang đầu tiên sẽ là sơ đồ khối, anh nên nhắc lại sơ một tí thì những cái trang số trang nó sẽ đánh dấu từng khối này nè. Chúng ta muốn ví dụ trang này trang 75 chúng ta gõ qua đây 75 thì nó ra ngay cái khối, ví dụ khối này thì ra ngay cái khối đó ở đây. Được chưa? Thì chúng ta nó cũng không có gì khó hết. Đầu sau đây nó sẽ có một số cái lượt đường nguồn hay trình tự xuất hiện nguồn thì nó sẽ nằm ở đâu đây? Đây này, ví dụ đây là trình tự xuất hiện nguồn này đây nè. Đấy. Trình tự xuất hiện nguồn này từ dưới lên trên này. Chúng ta biết nguồn này có trước rồi đến nguồn này. Chúng ta có thể nhìn vào cái lượt đường nguồn. Thì một số sơ đồ thì ở phần cuối cùng nó sẽ có tóm tắt cái từng cái khối lệnh. Chúng ta nhìn thì tùy theo sơ đồ nó sẽ có được không đây nè. Đây là những cái khối này chúng ta nhìn sơ biết ngay. Đây là phần nhận dạng nhiệt, đây là IO, đây là phần dạng nhiệt độ này. Nhiệt độ mega này. Cái này đấy, thì chúng ta nhìn sơ chúng ta thấy. Và nào đó anh sẽ kéo xuống anh thấy. Ví dụ ở đây là mega thì nó sẽ làm những việc như này, xúc màn hình ra này. Xúc ra khối CRT này, HDMI này, thấy không? Chip nào thì nó quản lý hỏi thiết bị ngoại vi. Thì thông thường là tất cả cái sơ đồ nó đều có cấu trúc giống như vậy mà chúng ta có thể hình dung. Và đây là một cái sơ đồ về lượng đường nguồn, ví dụ như ra từ nguồn từ adapter, từ pin, nó có IC sạc này, bắt đầu nó sẽ đưa thành nguồn đầu vào và đi rất nhiều nơi. IC này nó tạo ra nguồn cho CPU này, rồi bit nè. IC này thì tạo ra nguồn 1.05, tương tự như vậy con 5.1621 này sẽ tạo ra nguồn DRAM này 0.75 và 1.5 này, thì nó không có gì khó, nhìn vào đây cũng sẽ nắm được. Hoặc là tương tự IC này nó sẽ tạo ra 5V S5. Và phía dưới này thì nó thông qua phép 4468 này tạo ra 5V S0. Thì đó nó có sơ đồ lượt đồ nguồn. Khi chúng ta nhìn tổng quan ở trên này chúng ta thấy nó khó, chúng ta lượt dưới chúng ta xem. Ví dụ như ở đây thì sao? Đấy. Ở đây nó cũng là một khối. Ví dụ IC này nó tạo ra 5V S5, DC bus out và những cái đường liên quan ở bên phải này. Thì đây là cái khối giúp cho anh nhìn được, và cái này cái sườn, cái góc rễ giúp cho anh nắm được cái cấu trúc sơ của này về cái tổng quan. Về chi tiết thì phần nào thì anh sẽ về cái trang đó thôi. Ví dụ như anh muốn về cái một IC nào đó bất kỳ nhá, thì anh cũng đang vào Ctrl F Enter thôi. Ví dụ như ở đây thì nó cần tìm, ví dụ một IC này RT8223 này, Ctrl F Enter. Mấy cái thao tác này là phải nhanh tay lên, một tay này làm nhanh lên, làm chứ đâu phải không? Như nhanh mà chậm mình chọn nhanh chứ. Trong cái trường hợp mà chúng ta sửa chữa thế này chúng ta cần thao tác nhanh gọn. Để nó về đúng ngay cái vị trí của nó chúng ta cần. Đấy, chúng ta tìm nó đây, IC nó đây. Được chưa? Đấy. Thì đó là cách chúng ta tìm kiếm và sử dụng sơ đồ mạch. Chúng ta tìm. Bây giờ trước khi mà gắn adapter vào thì ở nguồn ở đây chúng ta có về cái máy cấp dòng thì giới thiệu sơ, ở đây là cái cường độ dòng điện nó là một điện áp nó là 19V. Và đây là cường độ dòng điện lớn nhất đối với máy này là 5A. Thì chúng ta có để maximum. Đấy. Khi mà chạm một cái máy cấp dòng nó bị chập thì nó sẽ như thế này. Anh xem cái relay nó bị đá này, thấy chưa? Điện áp chỉ có 19V nhưng cường độ dòng điện rất là lớn và nó sẽ làm cho đánh lửa hoặc là nó chập. Và đối với máy này nếu chập á nó nóng có thể là chết IC hoặc là nổ IC lên luôn nha. Rồi, chúng ta gắn nguồn vào. Thì gắn nguồn vào chúng ta phải đi đến phần nguồn đầu vào BU4002. Chúng ta tìm những phép nguồn đầu vào là trước cho nó nhanh này. Chúng ta không có cần dò chi tiết từ này chẳng hạn. Chúng ta biết ngay khối này đường nào nó sẽ đi vào khúc này. Chúng ta chỉ dò con phép này sẽ ra nguyên cái khối chỗ này. BU4002 đúng không? BU4002. Đấy, đây là phép. Trước đó thì nó sẽ có một con phép khác để mở nguồn từ adapter vào này. Bên chỗ F Enter. Cái này là nó nằm ở một cái bo rờ ngoài này, nó không có trong cái sơ đồ mạch này nhé. Nhưng mà con phép đầu tiên nó nằm ở đây nè.
Mình về đúng vị trí này, em hướng dẫn anh xem vừa đâu nóng vừa đâu nguội cho anh thấy nhé. Quay xuống mát. Rồi, quay chúng ta đo đây, ở đây sẽ có 19 con vào ngay này. Dạ. Nguồn dư ở đây vào đây này. Nguồn dư nó đi vào đây, à, 20 con. Cái chân giữa là chân kim nó là 33 này. Thấy không? Chân kim nó sẽ đi thẳng về IO, đi thẳng về này, chân kim này. Chân kim là cái chân nhỏ đó, chân bé đây đi đó, nó sẽ đi thẳng vào đây để nó nhận dạng đến cái cục AT này có đủ lớn hay không. À, thì nó có điểm là 33, được chưa? Nhưng nguyên lý chúng ta học. Cái này chỉ cần gõ vô BSAD này rồi này nè. Đấy, nó báo cái EO này. Sơ đồ này nó nằm trong bo rồi nên nó không có vẻ trong sơ đồ này, thì chúng ta sẽ đi tới phân tích công phép thứ hai là này. Nhìn về sơ đồ khối chúng ta cũng thấy nè, RCN vào nè, switch nè, à, bắt đầu nó đưa nguồn đến nhiều nơi nè, rồi nhá, enter. Chúng ta về công đi tập về công phép thứ hai. Rồi, về công phép thứ hai đây. À, thì anh thấy là trong 5678 nó sẽ được cấp 19V. Khi điều kiện đủ điều kiện dẫn đây là phép thuận thì G nhỏ nhỏ S phép dẫn và đổ dòng từ 568 đến 123. Chúng ta xem là đúng hay không. Rồi, bây giờ chúng ta chưa chích nguồn, bây giờ chúng ta chỉ mới gắn after mà thôi. À, thì bây giờ cái chân này là chân, chúng ta thấy chân 5678, 5678 là chân nó có 20V. Chân 20V này, thấy chưa? À, bây giờ để con phép này dẫn á, nó nhận dạng nguồn áp tơ đủ lớn thì con G nó sẽ cho G này nhỏ rẻ. Để phép này dẫn đủ dòng từ 5678 đến 123. Bây giờ phép này dẫn đủ dòng từ 5678 đến 123 này. Trong 123 là S. À, bây giờ là có 19V. Con G bây giờ bao nhiêu V này, xem tức G đúng nè. G chỉ 0.6V thôi. 0.6 thì 6.7, 6.7V. G nhỏ F đây nè. Và chúng ta nhìn vào đây. À, thì các anh thấy là ở đây, thì bây giờ G nó sẽ được điều khiển ở đây. Có cầu vòng thế này và nó là 6.7. Nhỏ F đưa đường nguồn máy. Ở đây có cầu vòng thế. Thì để mà nhận dẫn được cái con tròn phế này dẫn thì nó có cần một số cái lệnh ở đây nữa nè. Thông qua con IC sạc. À, đây nè. Thông qua IC sạc. Cho F enter. Đấy, nó về chân 13 là cái chân này nó sẽ nhận dạng after đủ lớn hay không. Nếu đủ lớn thì nó cho phép điều khiển con phép BQ4001 này dẫn ngưng như thế nào đó và làm cho cầu thế ở đây, và mục đích cuối cùng là cho chân số 4 này nhỏ hơn S để cho phép là dẫn đường một máy thôi, được chưa? Tới đây các anh hiểu chưa đã? Rồi, được chưa? Các em hiểu không? Hỏi luôn nhé. Phân tích cái này riêng như thế nào thì các anh hôm trước đã phân tích rồi và có thể là cần lắp phân tích lại. Ở đây mình đang sao chuỗi. Được chưa? Là bắt đầu đổi tên từ đây là ID cộng to system, là cái đây là cái nguồn đầu vào thông qua hai phép này. Và các anh nhìn thấy BR4002 thì con nó nằm ở đây này. Là đây là con điện trở gánh, nó đo toàn bộ điện thoại quay được không? Nó đo toàn bộ cái cường độ em điện qua đây để xem thử là nguồn đưa vào máy là bao nhiêu ampere. Nó ở đây nè. Đây, đây là điện trở gánh, nó có bảng rất là to này, 4002 này, chưa? BR402. Được chưa? Tiếp theo thì bên phải của nó là một phép mở nguồn pin BT cộng. Thì bây giờ để mà xác định cái phép mở nguồn pin rất là đơn giản này. Pin thì nó chỉ có hai cực thôi, dương và âm. Thì bây giờ chúng ta để thông mạch này, một quay chúng ta thao ông mát này. Cái này là âm. Còn lại chắc chắn là dương. Được chưa? Dương này nó sẽ đi đâu? Thì tôi đo thao mạch luôn cho anh xem.
dương này nó sẽ đi đến chân 5678, dương này sẽ đi đến chân 5678 của con phép này nè, thấy chưa, nó đấu thăm mạch luôn nè, được chưa, nó đấu thăm mạch với 5678 này nè. Đây này sẽ sạc, nó sạc pin vào cực cực này nè. Và 5678 này đứng sẵn ở đây là nguồn từ 10.8. Khi rút adapter ra phát đủ nguồn từ đây qua này, cắm nguồn tổng bộ máy này. Đây này. Khi mà con phép này dẫn, nó sẽ dẫn nguồn qua nó cấp tổng bộ máy và đi đến đây. Và hiện tại bây giờ thấy là cái nguồn này là nguồn adapter từ cái cuộn dây điện trở này, nó sẽ nấu cái này đúng không? Đúng không? Đo này, đo luôn nè. Thấy nó nói nhau nè. Đúng chưa? Nguyên lý đúng chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta rút adapter ra thì ngay lập tức con phép mà ông pin đổ dòng vào đây và đi đến đây cấp cho tổng bộ máy luôn, nắm được chưa? Nhờ mà vì nó sao về mặt sạc pin thì cái mặt sạc pin nó là nằm ở đây con xem nó này, BU4001 BU4001 nằm ở đâu con này. À, nằm ở đây, đây là cái xe sạc. Đây, nhiệm vụ cái xe sạc này nó sẽ điều khiển cặp phép này dẫn ngưng như thế nào đó. Đây, đây là BU4004, phía dưới là BU4005, trên phía dưới, và nó đưa điện áp ra điểm giữa đây và ra cuộn dây này này, và đi thẳng vào cái chân dương của pin này. Đấy, được chưa, chúng ta đang nguội nè, đang đo nguội luôn cho anh thấy. Đấy, thì nguyên lý chúng ta học đúng rồi chưa? Rồi, đó là nguồn đầu vào. Sau khi có nguồn đầu vào thì bây giờ anh thấy nè, cái ID to system này thì cái này anh thấy là nó có rất là nhiều cái tụ lọc trên đường nó nè. Trên đường 19V nó có rất nhiều tụ lọc. Điển hình nó mainboard nó nằm đây nè. Bây giờ tôi sẽ đo cho nó đi rất nhiều nơi cho anh xem nhé. Bài này rất là hay và rất là quan trọng luôn, anh phải nắm. Bây giờ nè, ở đây có 19V đúng không? Bây giờ nó sẽ đi rất nhiều nơi nè. Tất cả cái chân ốc này đi làm mát, anh đặt ở đâu, vị trí bất kỳ cũng được nhé. Nè, những cái tụ này, đây là tụ 19V này, đi nhiều nơi nè. Đấy chưa, 19V này. Tụ thì một đầu nó là mát, đầu dương, đầu này dương thì đầu này là mát nè. Đấy chưa, đây nè. Đấy, 19V, nó đi rất là nhiều nơi. Tương tự như vậy cho những cái nơi khác này. Tôi đặt ở đây. Này, 20V này. À, nó đi rất là nhiều nơi nha, những cái tụ lớn nè, tụ 19V này. Đây thì nó đi lan tỏa rất là nhiều nơi, có nghĩa là 19V sau khi mà nguồn đầu vào nó dẫn thì đi rất nhiều nơi. Sau đó thì sao? À, trên này nó có rất nhiều tụ lọc. À, và bắt đầu nó sẽ đi đến cái khối nguồn 3V 5V. Là có nguồn cấp trước. À, trong đó để trước khi có nguồn cấp trước hoạt động thì cần có nguồn chờ để hoạt động đúng chưa? Thì thông thường ở cái vụ dây 3V 5V chúng ta khi mà chúng ta làm quen rồi thì chúng ta có thể là chúng ta đoán nằm ở đâu, chúng ta đo thử. Ví dụ nó có 3V 5V rồi thì chúng ta loại bỏ cái nguồn đầu vào và nguồn chờ đi để còn mất thời gian. Có thể dùng được không? Tôi tính chắc bắt cầu á. Được chưa? Không hiểu đã hỏi luôn nha các anh. Tôi đoán ngay là cũng do 3V 5V nằm đây này, chúng ta đo có 3V 5V ở đây thì cái phần tiền hãng chúng ta không cần kiểm tra, được chưa? Vậy thì bây giờ cái phần 3V 5V này nó sẽ như thế nào? 19V nó sẽ đi đến đây nè. Nó như đó để cấp nguồn cho IC, và chúng ta lật qua bên này cái mạch có IC. À, IC 3V 5V nằm ở đây. IC 3V 5V nằm đây và chúng ta về ngay IC 3V 5V BU4103 chúng ta gõ vào đây. 4103 khỏi gõ BU luôn cũng được nữa. Đấy, nó ra nha. Đấy. IC 3V 103 chúng ta nhìn ngay, nó VIN đến chân 16, chúng ta đo đến chân 16 có VIN chưa? Ở đây chân số 1 có thấy nó đến chân mũi tên này không? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 theo chiều ngược kim đồng hồ. À, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 7, 14, 14, trong này 16, anh nằm ở đây.
thì thay vì chúng ta đo vào những cái chân của IC này, chúng ta đo những cái tụ của lọc ở ngoài ấy, nó sẽ dễ hơn nhé. Thông thường chân 16 là có, thông thường chúng ta sẽ dùng cái kim này chúng ta đặt vào chúng ta đo cũng được, nếu mà chúng ta đo kỹ và chúng ta phải chắc chắn là dứt khoát cái thao tác của chúng ta nhé. 66 12 12 12 4 16 đây. Ở đây nó sẽ có 10 9 của con này, có cái lớp không cho mũi cái lớp đấy. Quay gắn mát ha. À, ở đây sẽ có 19 vô loại cho 16. Còn 16 này là DC bus out. 20V đúng chưa? Vì in trước đã. Sang chúng ta cần có một nền NDO để cho có khỏi N0 ở trong 13 này, phải có áp này để chế cái lệnh N0 này, nó sẽ cho phép khối ổng áp chiếu tính hoạt động tạo ra 2V, 3V, 5V, nhớ chưa? Anh em được chưa? Chân số 13 đúng không? Chân 23 này. Chân này có áp là 4V2 nè, là mức cao thì sẽ có 2V, 3V, 5V. Được chưa? Chúng ta cùng nhau phân tích nha. Vậy thì 2V, 3V nằm ở đâu nè? Chân số 8 là V3, chân 17 là V5 nè. 6, 7, 8. Nè. À, chân số 8 nè. 12, 12. 13, 18, 17 có 5V này. Tôi đụng cái bàn đang đo. Rồi, 5V thấy chưa? Đó là cái điều kiện thứ hai là chúng ta cần nguồn chờ, thì cần có lệnh N0 sẽ tạo ra 3V và 5V nguồn ổng áp tuyến tính. Được chưa? Sau khi có ổng áp tuyến tính, chúng ta sẽ có hai cái lệnh là anh chip 1, anh chip 2, thì chip 1 và chip 2 nằm ở đây. Chân số 1 và chân số 3, chân số 6 chứ phải ở mức cao. Lưu ý lệnh chip 1 và chip 2 nó ở mức cao thì tùy theo nhãn xuất, có thể cao từ 2V đến 2,5V đến 3,3V tùy theo máy. Bây giờ chân số 1 chúng ta phải xem là nó phải có mức cao là 3V nè. Đây 1,5V thôi. Chắc rồi, 2,3V. Chưa? Đấy. Rồi chân lại chip 2. Chip 2 chân số 6 cũng phải có mức áp cao 2,1V. Được chưa? Thì cái chân chip 1 này nó sẽ cho khối bên phải hoạt động để tạo ra 5V, chip 2 sẽ tạo ra 3,3V ở đây. Được chưa? Rồi, ok chưa? Rồi. Đó là cái việc, cái điều kiện thứ ba nữa là nguồn cấp trước hoạt động. Đấy. Và bây giờ thì nó sẽ điều khiển cặp phết này hoạt động, mà chúng ta có thể đo ở giữa phết, chúng ta xem tính áp của nó là bao nhiêu này. 5V này. Đây là nguồn xoay chiều này, chúng ta đang đo ở chỗ này là nguồn xoay chiều nhé các anh, tại giữa phép này mà, đúng không? Sau khi nó qua lọc qua đây cuộn dây thì mới lấy ra đây là điện một chiều, ok chưa? Đây nó điều khiển của phép là bằng cái xung vuông, hôm trước chúng ta học rồi, đúng chưa? Thì ở giữa này đều là khu vực này đấy là điện xung vuông hết, nhưng cái đầu cuộn dây này sẽ lấy điện một chiều đi qua đây thôi, chưa? Đấy, thì ở đây chúng ta đang đo là có 5V, nhưng mà 5V đây là nguồn xoay chiều, được chưa? Rồi, thì bây giờ cuộn dây nó đưa ra ở đây sẽ là 5V, là 3V chúng ta đã đo hồi nãy rồi này.